rít nó ăn cóc à. Rít nó cắn cóc này. Nguyên cắn cóc. Ba nữa, nó không lấy đồ bị giết nó để bồng bồng lên. Để coi nó bắt cóc cái. Độc lắm thì nó ăn cóc luôn. Ghê chứ. Chút bự cho bá. Chích nông độc lên cốc nó chết nên mới ăn thịt này. Nó cuốn cốc vô rồi nó mới ăn thịt nha cả nhà. Nhìn đang tiêm chất độc vô mình cốc mà. Cắn tê liệt xong rồi nó mới ăn từ từ. Lâu lâu mới thấy cảnh này chứ khó thấy rít ăn cóc luôn. Ăn cóc đen co giật. Rồi nó cắn nguyên lỗ cái giò cốc luôn. Lôi con cốc ra nó ăn. Cắn nguyên lỗ cái giò. Để mình xử lý con rít này cho gà nó ăn. Những cây nữa. Rồi mình giết con rít này nha cả nhà. Đập cái đầu nó chết rồi. Vậy nó cắn cóc cỡ này nè. Lúng miếng thịt luôn. Đi không nổi luôn nè. Cóc lúng miếng cái giò luôn. Trời ơi. Lùi thịt ra ngoài luôn. Rít nó ác ghê.
Rồi thịt giò luôn, ruột cũng lòi ra luôn. Rồi cho gà ăn luôn. Để cho con bình bịp ăn chứ. Cái răng nó nhọn dữ ta, cắn vào lòi ruột con cóc luôn. Có mồi luôn. Ăn. Bình bịp mình nuôi được 2 năm rồi nha cả nhà. Con này nó thả thì nó không bay đi, nó ở 2-3 bữa nó bay về. Cho ăn riết quen rồi. Đó. Nó ăn rít nè. Lâu lâu có mồi cho nó ăn, còn không có thì mình cho ăn thức ăn với nước, với ốc, ốc bu. Nó cắn đâu rít chết rồi, nó nuốt nguyên con rồi. Cành ngay đầu luôn, trắng chứ. Rồi mình cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại nhà trong những cái clip tiếp theo.